Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay Linh Báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Hôm nay mình lên trang Cà Phê Ép có một cái bài khá là hay các bạn. Đó là ba dự án của Vinhome gồm có Oxymbank, Smart City, Grandbank. Thì hiện bây giờ chúng ta quan tâm là đã bán được đến đâu rồi. Mình nghĩ rằng những thông tin như thế này, các nhà đầu tư hay là những người mua bán cũng nên chú ý, tại vì những sản phẩm của những cái dự án lớn của những cái tập đoàn lớn nó có rất nhiều ý nghĩa. Thì để cho các bạn cũng nắm được một số thông tin tiến trình xây dựng và những sản phẩm người ta bán như thế nào, hiện bây giờ đang còn bao nhiêu sản phẩm để cho chúng ta có cái định hướng sau này. Mình nghĩ rằng những cái thông tin mà người ta cập nhật, người ta kỳ công, người ta có số liệu, người ta cô đọng lại như thế này. Bây giờ chúng ta chỉ có mỗi nhiệm vụ chúng ta tìm hiểu thôi. Mình nghĩ cũng rất là đáng trân trọng đó các bạn. Thì trong cái tờ báo này người ta chia sẻ như thế này các bạn. Tính đến cuối tháng 6 năm 2021, Vinhome đã bán tổng cộng được 111.200 sản phẩm. Như vậy là hiện bây giờ còn lại 28.600 sản phẩm. Tổng doanh thu chưa ghi nhận là khoảng 45.000 tỷ đồng. Doanh thu chưa ghi nhận này các bạn hãy tưởng tượng là dự án người ta bán mới dừng lại mức đặt cọc thôi. Thì sau này hoàn thiện đầy đủ giấy tờ thủ tục, lúc nào người ta chồng đủ thì tiếp tục ghi nhận cái doanh thu tiếp theo. Nôm na là các bạn hiểu là như vậy. Mình đi vào cụ thể các bạn ạ. Hiện bây giờ dự án Vinhome Ocean Park là tiến độ xây dựng là hoàn thành 68%. Dự án đã bán được 37.800 căn trên tổng số 47.300 căn. Như vậy là tỷ lệ bán đạt số lượng là 80%. Phải nói rằng cái khả năng hấp thụ thị trường của những dự án Vinhome như vậy là rất là tốt các bạn. Những dự án của Vinhome mở ra là bán cực kỳ tốt. Cái thứ hai nữa là dự án Vinhome Smart City đã xây dựng đạt tiến độ là 42%. Đã bán được 34.100 căn trên tổng số 47.000 sản phẩm. Như vậy là dự án này thì nó hơi ít hơn một tí. Khoảng 72% số lượng sản phẩm đã được bán. Dự án thứ ba đó là Vinhome Grand Park. Tiến độ xây dựng là hoàn thành khoảng 59%. Đã bán được 39.300 trong tổng số 45.500 sản phẩm. Như vậy là người ta đã bán được 86%. Các bạn thấy Vinhome người ta bán thật là tốt các bạn. Bây giờ qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ với các bạn. Nó liên quan đến cái việc đầu tư hay là có việc mua ở của chúng ta là như thế này. Như các bạn biết, Vinhome là một công ty bất động sản hàng đầu của Việt Nam. Vốn hóa thị trường định giá hiện bây giờ là 358.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 15,5 tỷ đô la. Thì trong công ty Vinhome, tập đoàn Vingroup người ta chiếm tỷ lệ là 69% cổ phần trong này. Khi nào mà Vinhome bán càng nhiều sản phẩm, càng nhiều tiền thì tập đoàn Vingroup càng nhiều tiền. Có thể nói là tầm nhìn của Vinhome là công ty đầu tư bất động sản số 1 Việt Nam. Đó là tầm nhìn của Vinhome đó các bạn. Đó là hướng đến chất lượng dịch vụ đẳng cấp, dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam và vươn lên tầm quốc tế. Và nó là chưa có một cái đơn vị, một cái công ty bất động sản nào mà người ta đưa ra một cái tầm nhìn xa, thể hiện sự đẳng cấp, sự vượt trội giống như những dự án của Vinhome. Từ cái tầm nhìn như vậy mà nó đã cụ thể hóa, nó hiện thực hóa tất cả những dự án của Vinhome. Những dự án của Vinhome là nói về đẳng cấp là số 1. Một cái thương hiệu cực kỳ có uy tín. Chưa bao giờ mà các bạn nghe là Vinhome có thế nào thế kia. Từ chất lượng, tiến độ cho đến những cái dịch vụ này. Dịch vụ của Vinhome là số 1 các bạn. Vì sao mà những cái dự án của Vinhome khi mở bán là bán với một tốc độ tốt như vậy?
Và mỗi một lần mà bán như vậy tạo nên một hiệu ứng rất là tốt. Tại vì nói đến Vinhome là nói đến những điều tuyệt vời nhất và thể hiện sự đẳng cấp vượt trội so với những bất động sản của những cái tập đoàn khác. Các bạn biết là những tiện ích trong dự án Vinhome là ví dụ như là nhà thông minh. Như các bạn biết là người ta quản lý thanh toán bằng app hết. Các cách quản trị của họ cũng rất là thông minh. Ví dụ như camera an ninh này, an toàn cho trẻ em, con cái, gia đình. Khi các bạn vào đó là người ta quản lý bằng thẻ từ hết. Nói chung là công nghệ hoàn toàn các bạn. Không có bàn thủ công hay là bàn cái này nọ. Một số dự án khác các bạn biết là cái xung đột lợi ích giữa ông chủ đầu tư với những người dân ở đây liên tục xảy ra như vậy. Nhưng mà riêng Vinhome là không bao giờ có gì đó các bạn. Thể hiện cái đẳng cấp, cái quản trị. Cái dự án của họ nó tốt như vậy đó. Khi đưa vào vận hành nó có, tất nhiên có việc này việc kia, nhưng mà cơ bản là cái cách quản trị điều hành dự án của họ rất tốt. Dân người ta không có phàn nàn gì hết. Khách hàng người ta cũng không có phàn nàn. Thể hiện đẳng cấp là nó nằm chỗ đó, có uy tín nó nằm chỗ đó các bạn. Và cái điều đặc biệt hấp dẫn của các dự án Vinhome là những cái hệ sinh thái của nó rất là tuyệt vời. Có nghĩa là trong dự án đó không thiếu món gì hết. Mà tất cả là thể hiện số 1, thể hiện sự đẳng cấp vượt trội. Ví dụ như mà ở trong khu đó là các bạn đưa con đi học những cái trường gọi là tiêu chuẩn quốc tế. Những cái trường nào là tiếp cận với những cái nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới hiện bây giờ. Hay là các bạn chữa bệnh ngay trong cái khu đó là bệnh viện quốc tế. Được trang bị là thuộc loại hiện đại nhất. Đội ngũ là bác sĩ cũng thuộc loại là chuyên môn cao. Hay là những cái khu vui chơi giải trí thuộc loại đẳng cấp. Trẻ em vui chơi thoải mái, không gian vô cùng rộng rãi, thoáng đãng, an toàn. Viện trộm cướp dễ gì vào đó được. Quản lý bằng công nghệ hết, bằng thẻ từ hết thì không thể lọt vào đó được. Đặc biệt là hệ thống an ninh nó rất là tốt. Hay là những cái khu phức hợp thể thao ngoài trời rất là tuyệt vời các bạn. Ví dụ như là sân tennis, hồ bơi, tập phòng tập game, cầu lông, bóng đá. Hay là những rạp chiếu phim, quán cà phê, quán bar. Không thiếu món gì hết các bạn. Ăn chơi nhảy múa đầy đủ, đàn ca sáo thổi. Hay là có những cái công viên là theo tiêu chuẩn châu Âu. Chứ còn tiêu chuẩn Việt Nam là không có chơi đâu. Hay là có những cái biển hồ cắt trắng. Đây là cái biển hồ cắt trắng các bạn này. Các bạn hãy tưởng tượng là Vinhome bê nguyên cả cái biển nước mặn, cái bờ cắt trắng, những cái hàng dừa. Mà các bạn vẫn thường đi du lịch những nơi đó là nó có thiên nhiên thôi. Nhưng mà Vinhome đem cả thiên nhiên về cái khu đô thị của các bạn, để cho các bạn hưởng thụ những cái đó. Hay là những bến du thuyền. Hay là những khu mua sắm, đại lộ thời trang, công viên ánh sáng, công viên nước. Đó các bạn thấy không? Nó nghĩa là các bạn mà ở được cái khu này thì không còn gì phải chê hết. Tóm lại là như vậy. Bây giờ câu chuyện chúng ta đặt ra là chúng ta có nên đầu tư vào những dự án của Vinhome hay là không? Và mua xong thì bán có còn lợi nhuận hay là không? Các câu chuyện chủ đề ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn như vậy. Còn những cái này nọ thì báo chí người ta nói hay là mình chia sẻ với một quan điểm như thế này các bạn. Còn các bạn có những cái quan điểm khác thì tùy thôi. Mình nghĩ rằng với những dự án của Vinhome như thế này á, là thích hợp mua để ở. Còn mình nghĩ mua để đầu tư là lợi nhuận của chúng ta không có còn cao nữa. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì những dự án của Vinhome nó quá đẹp, nó quá đẳng cấp. Vì sao nó quá đẹp, nó quá đẳng cấp mà chúng ta không nên đầu tư? Thường thường chúng ta hay nói là phải tìm những dự án đẹp để đầu tư mà. Tại vì nó quá đẹp có nghĩa là cái giá nó đã phản ảnh vào hết rồi các bạn. Tất cả những cái đẹp này là nó đã nằm trong cái giá hết rồi. Cho nên những dự án, những cái căn hộ của Vinhome á là cái giá rất là cao. Các bạn hãy tưởng tượng là người ta bán cái căn hộ cho bạn á, là người ta không bán cái căn hộ bình thường đâu, mà người ta bán cái tiền đất này, tiền xây dựng cái căn hộ của bạn, rồi người ta bán toàn bộ các công viên, những cái gì mà tiền ít người ta đem lại cho bạn á, là nó kết cáo vào trong cái sản phẩm này rồi.
Các bạn phải tưởng tượng là như vậy. Cho nên cái giá nó bán rất là cao, mà nó cao rồi thì cái biên lợi nhuận, cái khả năng mà tăng giá nó không còn nhiều nữa. Các bạn phải hiểu cái ý mình chia sẻ chỗ này nó là như vậy. Cái khả năng tăng giá nó không còn cao nữa, tại vì nó quá đẹp rồi, nó không còn chỗ nào để chê nữa, không còn chỗ nào để đẹp hơn nữa, thì cái giá nó còn không tăng nổi nữa. Thì nó nôm na các bạn hiểu như thế này, một viên kim cương mà các bạn kiếm ở từ đất cát về, có nghĩa là các bạn đi tìm đó, hay là các bạn đi sang đó, một viên kim cương thô các bạn về các bạn gia công thì các bạn có lời. Còn một viên kim cương mà người ta đã gia công đẹp, long lanh, lóng lánh rồi, người ta đã để trên cái kệ rồi, thì các bạn mua với một cái giá rất là cao, thì lợi nhuận của chúng ta cũng không có còn nữa. Không ai đi vào cái tiệm kim hoàng để mua cái viên kim cương đó mà bán lại cho người khác đó. Thôi vì các bạn bán lỗ chứ các bạn bán không có lời. Thì nó tóm lại mình có một cái ý như thế này. Các bạn yêu một cô gái á, một cô gái đẹp, từ khi nàng là một cô gái làng thôi, nhưng mà khi nàng ra thành phố thi được cái hoa hậu rồi thì lúc đó nàng là của người khác, lúc đó bạn yêu không có được rồi đâu. Thì ngày nay mình có một cái bài nhỏ nhỏ chia sẻ vui như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.